Bây giờ cũng sửa. Sau cái sự việc này của thầy Minh Đạo ấy thì chắc là mọi người càng biết rõ hơn được bản chất thật của giáo hội Phật giáo, đúng không mọi người? Thôi thì mọi người chúng ta vẫn cứ hoan hỉ thôi, bởi vì là những cái sự việc xảy ra nó là duyên hết rồi, nó là duyên hết rồi. Cái gì cần phải xảy ra thì sẽ xảy ra, mà cái gì không xảy ra thì sẽ không bao giờ xảy ra. Đây là cũng là một trong những cái bài học, hoặc là những cái mà chứng tỏ rằng là chúng ta đang đi sai con đường, thì chúng ta quay lại thôi, chúng ta tìm đúng chánh pháp thôi, đúng không? Ví dụ như là bây giờ là lộ rõ bản chất ai là ma tăng, ai là thần tăng, hay là ai là gọi là tu tập là chuẩn nhất, hoặc là ai đang là người là con cháu của nhà Phật, thì chúng ta xác định được rõ rồi. Còn cái việc mà bây giờ là cho các em đi, bây giờ cho các em mà thầy nuôi bao nhiêu năm đấy, cho các em đi về nhà bố mẹ đem về nuôi, hoặc là cho các em đi những cái trung tâm gọi là bảo trợ của xã hội đấy, thì cũng là nếu chung nói chung là sẽ có hai mặt. Mặt tích cực thì là thầy sẽ có tung nhiều thời gian để thầy tu tập hơn đấy, thầy sẽ có nhiều thời gian để lo, để chăm sóc cho chính bản thân thầy hơn, thầy hơn, tại vì là thầy đi tu mà, thì cũng phải có thời gian để thầy thiền định, rồi có thời gian để thầy gọi là thầy tu tập chứ, đúng không? Chứ còn lo mãi cho người khác làm sao được. Cái điều thứ hai nữa là sẽ là tội cho những em nhỏ. Những em nhỏ đối với thầy thì là thầy là một trong những cái người là coi như là người mẹ thứ hai của chúng nó rồi. Gắn bó bao nhiêu năm đấy thì kiểu gì tình cảm cũng sẽ có rồi, tình cảm thầy trò, tình cảm coi như là một người mẹ thứ hai rồi. Thì bây giờ tự nhiên thì sẽ phải làm thay đổi lại cái cuộc sống này, thì bước đầu thì sẽ gọi là hơi vất vả, hơi bỡ ngỡ, tội cho các em. Thế nhưng mà bây giờ cũng phải nghĩ cho thầy, thầy bây giờ có tuổi rồi, thứ hai là sức khỏe cũng không tốt nữa. Thì bây giờ chúng ta nếu mà ai thương yêu thương thầy vẫn cứ hướng về thầy và ủng hộ thầy thôi. Thầy Minh Đạo mà, đúng không? Bây giờ chúng ta luôn luôn là hướng đến thầy, kể cả thầy có đi đâu chăng nữa, thầy không còn gì đi chăng nữa, nhưng mà thầy vẫn còn bà con, thầy vẫn còn nhiều người quan tâm đến thầy mà, chứ đâu có phải là bây giờ cứ không nuôi các em nữa là mọi người bỏ thầy đâu, không có chuyện đấy, trọng tâm vẫn là thầy. Còn nếu mà có các em nữa thì là mọi người nếu mà có hơn nữa, hoặc là mọi người có đủ đủ gọi là đủ khả năng nữa, thì mọi người có thể là hỗ trợ cho các em nữa nữa thì càng tốt. Nhưng bây giờ các em thì có trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, hoặc là cha mẹ các em đưa về nuôi dưỡng, thì bây giờ là chúng ta sẽ phải quan tâm thầy, đúng không? Thầy bây giờ đang là người thứ nhất, là thầy có thể là thầy cái nét buồn của thầy chưa có lộ rõ ra, hoặc là không muốn cho chúng ta biết là thầy buồn, nhưng mà thực tế là chắc chắn là thầy sẽ buồn. Xảy ra cái sự việc này chắc chắn là thầy sẽ buồn. Nên là mọi người là tôi nghĩ là mọi người gần khu vực của chỗ nhà thầy đấy, bao nhiêu năm những người mà ai gắn bó với thầy ấy, ai yêu thương thầy, thì tôi vẫn nghĩ là mọi người cũng vẫn nên dành tình cảm cho thầy nhiều hơn, quan tâm thầy nhiều hơn đấy, xem là thầy bây giờ đang tu tập ở đâu, hay là thầy nhập thất, hay thầy như thế nào, sức khỏe thì mọi người vẫn đến hỏi thăm thầy bình thường. Còn đâu các em thì bây giờ để cho nhà nước người ta lo, đâu vấn đề, chả có vấn đề gì cả. Nhiều khi ấy có một câu chuyện gì xảy ra ấy, chưa chắc nó đã là xấu. Mình phải nghĩ đến cái điều tích cực. Cái điều tích cực cho thầy là trên hết. Thầy bây giờ thầy buông bỏ được hết để thầy giải thoát, đó là cái tốt nhất. Mọi người nghĩ nghĩ rộng ra, mọi người cứ nghĩ rộng ra cho thầy, cũng không nên buồn làm gì cả. Bởi vì cái công việc này vốn dĩ là thầy làm bao nhiêu năm nay rồi, thầy mà làm bao nhiêu năm nay rồi mà đến thời điểm bây giờ không ai công nhận, hoặc là giáo hội không công nhận, hoặc là có những cái người mà người ta ghen ăn tức ở với thầy chẳng hạn, người ta muốn phá thì người ta không công nhận, ở đâu cũng thế thôi. Câu chuyện nào cũng thế thôi, mà đặc biệt là thầy Minh Đạo thì lại là người tán thán cái việc tu tập của thầy Minh Tuệ. Thì là cười ghen kẻ ghét, hoặc là những kẻ tiểu nhân nó phá cũng là bình thường thôi, nên chúng ta phải chấp nhận. Chắc chắn là thầy cũng sẽ biết được cái hậu quả của ngày hôm nay, là thầy tán thán cái việc đó là dành tình cảm cho thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Đạo chắc chắn là thầy sẽ chuẩn bị được gọi là thầy chuẩn bị được tâm lý rồi. Nên là bà con bây giờ chúng ta lại hướng về thầy Minh Đạo thôi. Còn các em kia thì bây giờ có bố có mẹ thì không nói làm gì. Bây giờ các em có trẻ trẻ mồ côi thì về trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước, thì cái đấy cũng là một phần. Còn bây giờ chúng ta quan tâm đến thầy, tôi nghĩ là thầy đang là người tủi thân nhất, thì chúng ta sát cánh bên thầy, chúng ta đứng bên thầy, chúng ta ủng hộ thầy về để cho thầy tu tập, đúng không? Thầy tu tập được mà đắc đạo được, thành chánh quả được, thì là một điều rất là hoan hỷ, một điều rất là tốt đẹp đối với thầy, đúng không mọi người? Chưa chắc cái việc này đã là việc xấu nha mọi người. Mọi người cứ phải ủng hộ thầy đi. Mình bây giờ thầy làm cái gì chúng ta cũng ủng hộ là được. Còn cái việc là chùa chiền bây giờ thì nói chung là quá là nhiều người ta quay lại với chùa chiền rồi. Chúng ta đi chùa thì vẫn đi chùa bình thường thôi,
Và ai có tâm vẫn đi chùa bình thường, đúng không? Nhưng mà chúng ta cúng dường cho ai thì lại là quyền của chúng ta. Chúng ta ai tốt thì chúng ta cúng. Còn mà ai mà cảm thấy mà sầm lông sầm lá thì chúng ta không cúng. Chúng ta không cúng, đúng không? Còn đi chùa vẫn đây đi chùa bình thường, chúng ta đem hương đem hoa đi, chúng ta đi cúng bình thường, không cúng tiền nữa. Thì tôi bảo đảm là một thời gian sau lộ ngay bản chất luôn à. Ai tu thật tu giả biết ngay à. Nên là chúng ta phải là người quyết định. Và chúng ta có thể là người mà tìm ra được chân tu. Chính là chúng ta chứ không phải là ai khác đâu mọi người. Ê mấy đứa, mấy con ngu, dòng tai lên, banh cái màng nhĩ lên nghe tao nói này. Chúng mày bảo là ông Minh Tuệ ông đi lang thang, ông ấy đi lang thang chỗ lọ chỗ kia, ông ấy giúp gì được cho cơn bão này? Tao hỏi chúng mày này, ông có gì để giúp? Ông có gì để giúp? Tiền không có, tài sản không có, có gì để giúp? Hả? Có gì để giúp? Rồi có gì để đóng góp? Tao chỉ hỏi mỗi câu như vậy thôi. Có gì để đóng góp ngoài mỗi loại là đầu trần chân đất vác theo cái nồi cơm, hay là mấy gọi là mấy cái tờ giấy vụn? Có gì để đóng góp? Người ta đóng góp là để thức tỉnh nhân dân rồi nhá, là không lên tin vào những cái điều gọi là những cái điều nó không có đúng của nhà Phật. Nên nhớ Phật ấy là con người bình thường, chứ không có nói chuyện được với Hà Bá, mà cũng không có nói chuyện được với gọi là mới gọi là gọi là rồng nhá. Dưới Quảng Linh ấy, chùa Ba Vàng ấy thì nói chuyện được với chư thiên, còn trong Vũng Tàu ấy thầy Quang ấy thì nói chuyện được với Hà Bá, biết được Hà Bá cưới vợ luôn. Chứ còn ông Minh Tuệ ông là con người bình thường, ông ấy học theo lời Phật dạy, ông ấy đi đúng con đường của nhà Phật. Ông chỉ có mỗi như vậy thôi. Tiền bạc của cải đâu có tích chữ đâu mà có, là ủng hộ, mà quyên góp. Trước khi ông ấy xuất hiện, thì tao hỏi chúng mày miền Trung, miền Trung bão lũ năm nào cũng bão lũ, thế tại sao chúng mày ngồi chùa đấy, chúng mày tụng kinh gõ mõ ấy, chúng mày không giúp được à? Chúng mày không giúp được, chúng mày không bảo vệ được đất nước à? Chúng mày không bảo vệ được miền Trung sao để miền Trung gọi là thiên tai liên tục như vậy? Trước khi ông Minh Tuệ ông xuất hiện đã có rất là nhiều thiên tai đổ vào Việt Nam rồi, hiểu chưa? Chứ không phải bây giờ ông mới xuất hiện thì mới có thiên tai, mà kể cả có thiên tai thì ông cũng không thể làm gì được, bởi vì ông không phải thần, ông không phải thánh, ông là một con người đi học theo lời Phật dạy. Chúng mày banh cái tai này lên nhỉ, mở cái lỗ nhĩ này ra nghe nhá. Chứ ông ấy không có nói chuyện được chư thiên rồi bảo chư thiên là đừng có mưa nữa. Ông không nói chuyện được với Hà Bá là bảo Hà Bá đừng có dâng nước lên nữa, hiểu chưa? Rồi cúng gọi là đẹp như phương trinh cho Hà Bá, ông ấy không làm được những điều đấy, hiểu chưa? Ông ấy khác thầy chúng mày ở cái chỗ đấy. Ông là một con người bình thường, ông ấy đang hành pháp. Ông không tích trữ tài sản thì có gì để ủng hộ, có gì để quyên góp, có gì để hỗ trợ cho đồng bào? Tao hỏi chúng mày thế. Hả? Sao mày chúng mày nói lúc mày lỗ tay trâu của chúng mày, sao chúng mày ngu thế? Chúng mày ngu thế, con người chân đất đầu trần không tích trữ tài sản, không có tiền trên người thì giúp bằng cái gì? Giúp bằng lỗ mồm à? Hả? Chúng mày nói thế, chúng mày cũng nói. Trước kia ông ấy không xuất hiện, tại sao thiên tai bão lũ rất là nhiều luôn, và hay vào trong miền Nam, à miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, sao chúng mày không gào mồm lên? Chúng mày không gào mồm lên à? Thầy của tao nói chuyện được với Hà Bá, nói chuyện được với chư thiên, tại sao bão lũ vẫn gào? Sao chúng mày không gào cái mồm lên? Năm nay chúng mày đổ cho ông ý, năm nay chúng mày đổ cho ông ý. Thiên tai bão lũ trời cứu, không ai cứu được chúng mày hết, hiểu chưa? Đừng có đánh cháo khái niệm là một người ta đi học theo lời Phật dạy với một người gọi là thần thánh hóa lên, mê tín dị đoan lên nhá.
ông ấy không có mê tín dị đoan, ông ấy không phải thầy thuốc chữa bệnh, ông cũng không phải là có người gọi là có những cái gọi là những cái siêu năng lực nói chuyện được với chư thiên, nói chuyện được với Hà Bá nhá. Đây là lỗ tai trâu chúng mày, banh to ra nghe tao nói, hiểu chưa? Còn đâu ông ấy mà như thầy chúng mày ấy mà đi xin tiền ấy, hay là gọi là đi gom tiền ấy, thì chắc cũng như thầy chúng mày thôi, cũng là người bình thường thôi nhá, chả khác đéo gì bọn tao đâu. Ông ấy khác bọn tao ở chỗ là ông ấy đéo nhận tiền, ông ấy đéo có tiền, ông đéo sở hữu tiền thì lấy gì mà mõm, thì lấy gì mà ngoe ngoẩy hả? À, không có tiền, không có ngồi trên gọi là ghế cao vọng trọng, không có bật điều hòa, không có làm đệm bấm chăn êm, không có người bưng nước rót, không có ngồi xe lọ xe kia, không có ô có dù để có người khác người ta che cho khi đi ra ngoài đường, ông không có một cái gì hết ý. Nếu có bao nhiêu dân răng dưới rái lồi cơm điện chân đất đấy thôi, đứa nào lấy được cái lồi cơm mà ông cho luôn, còn cái gì nữa, còn cái gì để quyên góp cho bà con vùng lũ nữa, làm thì có cái gì? Mấy chúng mày đầu chúng mày là lỗ tai cây à, chúng mày lão gọi là lão đất sét à, mà chúng mày thốt ra được những cái câu đấy hả? Chúng mày sân si quá nên bây giờ chúng mày không nghĩ ra được là trước kia ông chưa xuất hiện bão lũ đã ầm ầm vào Việt Nam hàng năm à? Sao chúng mày không hét lên thầy chúng mày ấy tu bao nhiêu năm ấy, sao không đỡ nổi mấy cơn bão đấy, cúng kiểu gì đấy, bão càng ngày càng to đấy hả, cúng bái kiểu gì vậy, tính lại đi nhá, càng nói càng vả vào mặt chúng mày luôn, hiểu chưa?